Ok cho anh em hôm nay gửi cho anh em một ít cần câu nha mọi người. Thì đa phần cần này sẽ là cần UL thôi nha anh em, cần chuyên về cho anh em nào câu cảm giác, câu cá mương, cá suối, câu phi. Rồi để mình lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗ không clip ship lên đó thì anh em gửi về shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Ok cho mọi người, để gửi mọi người cây số 1 nha. Thì cây số 1 gửi cho mọi người một cây cần ít UL, một cây hàng của China xuất kích thị trường Nhật nha mọi người. Mà cây này lấy từ thị trường Nhật về, thôi là pha carbon nha mọi người. Đây, tên của nó đây, đó. China nhé, China xuất kích Nhật. Đây, cán đây rất là đẹp. Đây, đó. Đây cần thì nhỏ gọn, xinh xắn. Bát Fuji, phen là phen Fuji Sit nha anh em. Đó. Chuyên về cho anh em là cầu cá mương, cá suối, cho anh em thích cầu cảm giác nè. Càng thì rất là đẹp. Cái này thì còn cái túi zin theo càng luôn nha anh em. Đó. Đây. Đó. Anh em mà thích cảm giác thì lấy cái này, rất là ok nhé. Thì cây này nó dài là 1m62 thôi nha anh em, dài 1m62, nặng là 68g. Và cây này nó đọt của nó sẽ là 1 ly 1 nha mọi người, đọt 1 ly 1. Và cây này nó lua từ 0.8 đến 2.5g thôi nha anh em, từ 0.8 đến 2.5g, like từ 2 đến 4, 2 đến 4 lb. Đây cán này thì nó có cán bằng, nó còn bọc lớp ni lông nữa mọi người, đây cũng còn, dưới đây cũng còn, càng rất là mới nhé, ngoại hình ok len keng. Đó, cái này lấy tại cửa hàng Nhật về. Rồi giá công khai cây số 1 giá 1.4 triệu người, 1.400k cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 vẫn vậy, về được một cặp nha anh em. Đó, đây một cây hàng của China xuất Nhật. Thì ngoại hình cái này cũng len keng luôn. Đó. Cái này là một cặp từ cửa hàng. Đây, cán nó rất là đẹp nhé, nhỏ gọn và đẹp. Thì cái này thì nó dài một tí, cái này nó dài là 1m74 nha anh em, dài 1m74, độ cứng vẫn là độ cứng SUL. Cái này thì chuyên về cho anh em câu cả mương, cả suối. Đó, anh em lua câu cảm giác thôi. Bát cần sẽ là bát Fuji, phôi là phôi carbon nha anh em, phen là phen xít hết nhé. Tem càng rất là đẹp. Đó. Nè, phen xít hết nha, keo chỉ ok hết nha mọi người. Buộc chống sắn. Anh em câu hoàng đế cũng được, cái này câu hoàng đế cũng rất là im. Đó. Anh em có thể câu gopi, câu mấy cái đầm, mấy cái mương cũng được. Câu rất là đã, cảm giác càng rất là đẹp. Càng đây. Rồi, giá con cây số 2 thì nó nặng là 71g nha mọi người, nặng 71g, đọt 1 ly 1, dài 1m74. Thì cây này nó lua từ 0.8 đến 3.5g nha mọi người. Đó, like từ 2 đến 4 lb. Rồi, giá công khai cây số 2, giá vốn là 1.4 triệu nhé. Hai cây rất là đẹp. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 gửi mọi người là một cây cần rất là thương hiệu, một cây hàng Cadiz nha anh em. Một cây Shimano Cadiz nè. Hàng này thì quá là xịn sò rồi. Cây Shimano Cadiz, cán là cân bằng. Cũng còn rất là sáng nha anh em. Phôi thì phôi Shimano Cadiz thì dạng phôi sáng nhất nha. Rất là đẹp. Bát là bát gỗ cổ điển nè. Đó. Thì cây này nó có chiều dài sẽ là 1m68 nha anh em, 1m68, độ cứng vẫn là độ cứng, cái này thì độ cứng nó sẽ là XUL nha anh em. Một cái XUL. Thì cây này được sản xuất tại Indo. Thì cái này nặng là 90g, đọt nó sẽ là 1 ly 3, và cái này nó lua từ 0.8 đến 2.5g, like từ 1.5 đến 3 lb nha mọi người. Cần thì rất là đẹp. Đó, thôi chuẩn chỉ.
Cái này chuyên về cho anh em câu cá su với cá mương, anh em câu cảm giác, câu bằng đáy. Hoặc anh em có thể lua mấy con phi, câu cá phi. Mấy cây này thì chuyên về cảm giác rồi. Phen là phen xít hết nha mọi người. Thì cần thì mình bán thì nó sẽ là nguyên zin hết luôn. Chưa độ trễ lên phen gì hết. Phôi thì sẵn khỏi bàn. Cadiz. Cái này vẫn có túi nha nè, cái túi đây. Rồi, giá công khai cây số 3, giá sẽ là 2 triệu nha nè, 2 triệu cũng ship số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 gửi cho mọi người một cây Shimano Cadiz. Đó. Thì cây Cadiz này thì là một cây Cadiz máy ngang nha anh em. Đó, nó gọi cho mọi người, đây một cây Cadiz máy ngang. Phôi Cadiz sẽ là phôi sáng ít nha mọi người. Sáng ít Shimano. Thì cái này còn tuổi theo kèm luôn. Đó. Cây này một cây hàng dùng lướt thôi, còn rất là đẹp. Bass là bass CI 4 cộng. Phen là phen xít nha anh em, phen xít. Phôi sáng ít. Đó. Cây này đời là đời 2020 nha anh em. Cây đít đỏ. Thì cây này dài sẽ là 1m93, đọt sẽ là 1.3 nha anh em. Dài 1m93, đọt 1.3. Và cây này nặng sẽ là 92g nha anh em mọi người. Nặng 92g. Thì cây này nó lua từ 1.5g đến 7g. Lai be từ be 0.2 đến be 0.6 nha mọi người. Đó, cái này độ cứng sẽ là độ cứng ngăn lờ. Đó, về cho anh em lua chẽm nè, lua cả hanh cá cháp. Thì anh em câu măng, cá măng cũng rất ok. Cá chép. Đó, cho anh em về câu lua nhé. Đây, hàng xít cần rất là đẹp nha mọi người, một cây hàng siêu lướt nhé. Đó, còn túi zin cho cần luôn. Buông chống sẵn. Càng zin hết. Đó. Rất là đẹp. Nói chung thì cây này không có xây xác nhiều đâu, rất là xịn sò nha mọi người. Đây. Ok hết nha, chuẩn chỉ. Rồi, giá công khai cây số 4, giá sẽ là 3 triệu nha. 3 triệu cộng ship cây số 4. Ok, Cadiz Shimano. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Yamakatsu. Đó. Thì cây số 5 này thì nó sẽ còn túi theo cần nha anh em. Túi này túi zin. Đây mọi người, đây một cây Yamakatsu hàng nội địa Nhật nhé. Phen cần vẫn là phen Fuji Sit. Đó, chân là chân đen. Bass là bass Fuji. Cán là cán mớp nha mọi người, cán mớp đây qua. Thì cái này nặng sẽ là 75g, dài sẽ là 1m89 nha mọi người, dài 1m89. Đọt cái này sẽ là đọt thấp, đọt đặc. Đó. Đọt cái này thì nó sẽ là 0.8 nha mọi người. Đọt 0.8, đọt rạc nha anh em. Đọt này đánh cảm giác còn như bằng đó. Thì cái này nó lua từ 0.5 đến 5g nha anh em. Đó. Line từ be 0.4 đến be 0.6. Đó, một cây Yamakatsu nội địa Nhật còn tối luôn. Ngoại hình thì còn tương đối ok. Đó, phen keo chỉ thì chuẩn nguyên zin nha mọi người. Đó, cần thì nó có xây xác. Đây, xây xác ít thôi. Đó, đây. Cần sao thì báo cho anh em vậy. Đọt cái này sẽ là đọt tháp nha anh em, đọt tháp, đọt đặc. Đó, đây. Mấy cái đọt này thì anh em săn rất là nhiều, đánh cực kỳ cảm giác luôn. Đó, rất là phê anh em. Thì càng nguyên zin hết từ A đến Z. Cái này thì nó đổi ra độ cứng sẽ là L, nhưng mà nếu đọt tháp này thì nó dạng tương đương với UL thôi nha nè. Cho anh em câu cá mương, cá suối, anh em lua. Rất là cảm giác cái càng. Rồi, giá công khai cây số 5, giá sẽ là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cộng ship cây số 5. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 gửi cho người một cây cần của hãng Ban nha anh em, một cây cần Ban.
một cây càng ban, hãng cây dừa. Cây này thì còn túi zin theo càng nhé. Thì cây ban này thì rất là tiếng ở Nhật đây. Đó, một cây hàng nội địa nha nè, cây càng ban. Càng thì độ mới cái này nó rơi tầm khoảng 93-95%, rất là mới. Dừa. Cảng là cảng mớp nha nè, cảng là cảng mớp. Phen là phen full sinh. Bát là bát Fuji. Đây, càng rất là mới nha nè. Thì cây này nó còn cái túi zin theo càng luôn nha mọi người, còn cái túi zin theo càng luôn, càng mới khỏi phải chê. Phen chỉnh chỉ nhá, bu nè. Thì cái này dặn nặng sẽ là một nặng sẽ là 90, nặng sẽ là 90g nha anh em, nặng sẽ là 90g, dài sẽ là 1m8. Đó, nặng 90g, dài 1m8. Và đọt của cái này sẽ là đọt cái này sẽ là 1 ly 2 nha mọi người, đọt 1 ly 2. Và cây này là một cây cần UL. Thì cái này nó lua từ 1.75g đến 4.5g, like từ be like từ 2 đến 5 lb nha mọi người, like từ 2 đến 5 lb. Càng ngoại hình còn rất là mới, một cây càng ban ở địa Nhật. Đó, rất là đã nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 6, giá sẽ là 2 triệu luôn nha mọi người, 2 triệu cộng ship cây số 6. Tiếp theo là cây cuối cùng, một cây cũng là một cây càng nội địa Nhật, một cây hãng đến từ hãng thương hiệu là Smith nha anh em, một cây Smith. Thì càng thì anh em Smith thì rất là xịn này. Bền nha anh em. Foil là foil carbon nha anh em, foil carbon. Mà dạng nó dạng ánh kim của kim cương này, rất là đẹp. Trong camera thì nó quay không rõ đâu. Ra nắng á, nhìn cái carbon này sáng rất là đẹp luôn nha mọi người. Phen là phen Fuji ship nha anh em. Phen ship. Bát là bát Fuji. Đây này, một cây Smith byline gì nè mọi người. Đó. Thì cây này dài sẽ là 1m8 nha anh em, dài 1m8. Nặng sẽ là 80, dài cây này dài 1m86 nha anh em. Đó, dài 1m86. Nặng sẽ là 90g, đọt 0.7. Và cái này nó lua từ 0.4 đến 4g, lai từ 2 đến 4 lb. Đó. Thôi cái này thì rất là xịn nha nè, một cây Smith ở địa. Phen là phen Fuji ship. Đó. Cũng đến đây. Chân phen đây mọi người. Ok hết nha, chỉnh chỉ nguyên zin. Càng thì còn rất là ok. Đó. Chỉnh chỉ như này. À, một cây quảng chiên về cho anh em lua câu cảm giác. À, một cây càng UL. Rồi, giá công khai cây số cuối cùng, cây số 7, giá sẽ là 1.6 triệu thôi nha mọi người. 1.6 triệu một cây UL, rất là xịn sò. À. Đọt mấy cái này thì nảy siêu ngon rồi. À, rất là cảm giác. Rồi. Đó là tổng cộng 7 cái càng lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt để lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.